Thưa quý vị, để phục vụ người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh tích trữ hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng quyết liệt và linh hoạt thích ứng, ghi nhận tại chợ Cồn, chợ truyền thống quy mô lớn của thành phố Đà Nẵng. Những ngày cận Tết, sức mua trên thị trường tăng dần. Nhiều tiểu thương chợ Cồn cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế gặp khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua dịp Tết Nguyên đán năm nay có giảm sút hơn những năm trước. Để kích cầu thị trường, mặt bằng hầu hết giá cả khá ổn định. Các tiểu thương kỳ vọng dự kiến từ nay đến 29 Tết, sức mua sẽ tăng mạnh hơn. Những ngày sát giáp Tết thường thì sức mua nó hơi tăng hơn. Biện pháp chống dịch là lúc nào mình cũng phải ở trong một cái tư thế sẵn sàng, chứ còn không thể bỏ qua được vì sức khỏe là trên hết. Hiện nay công tác phòng chống dịch tại chợ được đặc biệt chú trọng. Người bán, người mua đều tuân thủ quy định 5K. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo, nếu chợ nào có ca mắc COVID-19, sẽ không đóng cửa chợ, mà chỉ khoanh vùng hẹp. Những người âm tính với SARS-CoV-2 vẫn được bán hàng bình thường. Sở Công Thương thành phố cũng vận động bà con tiểu thương xét nghiệm 3 ngày một lần để phát hiện sớm F0. Đối với có trường hợp F0 tại chợ thì theo chủ trương cũng như linh hoạt thì ban quản lý sẽ cho tạm dừng cái hộ kinh doanh nhiễm bị F0 đó về nhà khai báo y tế với địa phương cũng như là theo dõi sức khỏe và theo hướng dẫn của địa phương tại nhà. Còn đối với những cái hộ lân cận thì ban quản lý sẽ cho đi yêu cầu đi kiểm tra test nhanh và hạch PCR, nếu có kết quả âm tính thì ban quản lý vẫn cho hoạt động kinh doanh để đảm bảo cho như phục vụ nhân dân mua sắm trong cái dịp Tết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương Đà Nẵng thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình sản xuất, phân phối, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân. Cơ quan quản lý thị trường, Ban An toàn thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi chặt giá cả thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng tiểu thương lợi dụng tình hình dịch bệnh để đơn giá bán hàng kém chất lượng.